Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chính thức ban hành phương án phân luồng phục vụ thi công dự án sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông hầm Kim Liên. Theo đó giai đoạn 1 từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 cấm các phương tiện lưu thông theo hướng Đại Cổ Việt xã Đàn, hướng ngược lại các phương tiện lưu thông qua hầm bình thường. Các đơn vị tổ chức lắp đặt biển cảnh báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa để hướng dẫn cho các phương tiện trên trục đường Đại Cổ Việt, bố trí lực lượng tổ chức cho các phương tiện đi bên trên hầm theo hướng Đại Cục Việt – Xã Đàn để đảm bảo an toàn giao thông. Sau khi thi công xong giai đoạn 1, giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, cấm các phương tiện lưu thông theo hướng Xã Đàn – Đại Cục Việt. Hướng ngược lại thì các phương tiện được lưu thông qua hầm bình thường. Các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng cho các phương tiện đi bên trên hầm theo hướng Xã Đàn – Đảo Duy Anh, lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa để hướng dẫn cho các phương tiện.